Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Những lời bào chữa ngây ngô trong phiên tòa chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn thân mến, các bị cáo là doanh nghiệp chạy hối lộ sẽ chịu những hình phạt thích đáng. Song qua đây mới thấy các doanh nghiệp của ta khốn khổ ra sao khi bị những quan chức biến chất hành hạ. Những lời bào chữa ngây ngô, những diễn biến, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa chuyến bay giải cứu trong những ngày qua tiếp tục làm nóng dư luận vì những lời bào chữa của các bị cáo từng là công chức vừa ngây ngô, ngớ ngẩn, vừa chân thực đến khó tin. Có những câu bào chữa như không biết nhận tiền là có tội, không phân biệt được ranh giới giữa cảm ơn và hối lộ, tưởng không có tội vì nhận tiền doanh nghiệp chứ không phải tiền ngân sách. Anh em mình cũng từng được biếu hàng trăm, hàng nghìn chai rượu. Thậm chí, luật sư của bà Nguyễn Thị Hương Lan còn được tường thuật bào chữa là gia đình thân chủ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ấy vậy mà các tài sản của bị cáo Hương Lan đang bị kê biên bao gồm một căn chung cư tại Giảng Võ, quận Ba Đình, trị giá khoảng 15 tỷ đồng, một căn chung cư tại Golden Palace trị giá 4,4 tỷ đồng, một ô tô 3 tỷ, cổ phiếu trái phiếu 5 tỷ, tiền trong tài khoản ngân hàng 200 triệu đồng và tiền mặt bị cơ quan điều tra thu giữ 1,126 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bị kê biên thu giữ khoảng 29 tỷ. Chuyện chạy án lần đầu được công khai khá rõ cách chạy, thủ đoạn chạy và số tiền chạy cao ngất ngường. Chỉ với chạy tội danh đi hối lộ của một đối tượng mà lên tới 2,6 triệu đô la Mỹ thì thật khó tin. Một thư ký cho thứ trưởng chẳng có chức trọng quyền cao, chẳng có vai trò gì trong quyết định mà ăn đút lót số tiền khủng 42 tỷ đồng rồi thỏa sức mua nhà đất, ăn tiêu xa xỉ. Màn đối đáp của hai cựu quan chức trong ngành bảo vệ pháp luật mà nay lại là bị cáo trong đường dây chạy án đầy kịch tính gay cấn. Từ đây ta có thể thấy cách họ liên hệ với nhau như thế nào, cách nhận tiền ra sao. Đặc biệt là lời khai tiền biến thành rượu của bị cáo Hưng. Nó cho thấy sự quỷ quái, tinh danh của một người đã tham gia điều tra, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng nay biến chất. Dẫu bị ca này có danh ma đến mức nào, có nghề ra sao thì vẫn có những sơ hở, như chiếc cặp khóa số vẫn còn hình ảnh và có thể mua cặp tương tự để thực nghiệm xem có để vừa chai rượu không. Rồi trong bữa tiệc ấy, ông Hưng mời những ai, loại rượu đó là gì? Và với số tiền lớn đó, nếu có nhận hãy kiểm tra xem dòng tiền đó đi đâu. Hy vọng sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án. Nhức nhối chuyện chạy hối lộ. Các bị cáo là doanh nghiệp chạy hối lộ sẽ chịu những hình phạt thích đáng. Song qua đây mới thấy các doanh nghiệp của ta khốn khổ ra sao khi bị những quan chức biến chất hành hạ. Qua lời khai của bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hàng không An Bình, Đào Minh Dương, Giám đốc Công ty VisaSun, Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh, mới thấy những kẻ thi hành công vụ, biến chất và hành dân như thế nào. Bị cáo Đào Minh Dương, Giám đốc Công ty VisaSun, nhiều lần khẳng định nếu không đưa tiền bôi trơn sẽ bị gây khó khăn trong việc xin cấp phép chuyến bay giải cứu. Doanh nghiệp của Dương được cấp phép 17 chuyến bay và đã tổ chức 22 chuyến bay, do có đợt bay phải tách làm 2 chuyến. Thời gian đầu nộp hồ sơ cấp phép tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhiều lần bị bà Nguyễn Thị Hương Lan, khi đó là cục trưởng, yêu cầu phải chi tiền. Do không đưa tiền nên doanh nghiệp thường xuyên bị làm khó. Bị cáo từng bị Cục lãnh sự và Bộ Giao thông Vận tải gây khó khăn, không duyệt chuyến bay. Nguyễn Thị Hương Lan còn gây khó khăn, bảo đưa tiền nhưng bị cáo không đưa nên sát một ngày mới cấp phép. Do đó, doanh nghiệp lâm vào tình thế khó khăn cùng cực, Dương khai. Còn bà Hoàng Diệu Mơ khai khi xin cấp phép, bị cáo đã xin liên hệ với bị cáo Tô Anh Dũng, sau đó được giới thiệu gặp bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan. Theo lời khai của bị cáo Mơ, do bị ép buộc, bị cáo đã đồng ý phương án chi 150 triệu đồng một chuyến bay cho các đơn vị liên quan. Cũng chính vì đưa tiền hối lộ nên công ty của bị cáo Mơ đã được cấp phép 66 chuyến bay trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2021. Bị cáo Lan đã nhận hối lộ của bị cáo Mơ 11 lần với tổng số tiền 13,2 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh cho biết, bản thân đã sử dụng pháp nhân là công ty Blue Sky và một số đơn vị khác để xin cấp phép 109 chuyến bay. Trong quá trình xin cấp phép chuyến bay, bị cáo đưa tiền cho nhiều người, nhiều lần nên không thể nhớ hết tất cả. Theo bị cáo Hằng,
Trước đó, bị cáo đã nộp hồ sơ xin được cấp phép chuyến bay nhưng chỉ được số lượng ít và thường thì sát giờ bay mới được cấp phép. Theo nhận thức của bị cáo, nếu không đưa tiền thì không được cấp phép nhiều chuyến bay như vậy. Như vậy, cùng một thủ đoạn như nhau là làm khó doanh nghiệp để vòi tiền. Nếu không có tiền thì không được cấp phép. Những người thi hành công vụ đã thật sự coi đồng tiền là trên hết, mất cả nhân tính. Bị cáo Đào Minh Dương cho biết, khi thực hiện các chuyến bay, phải thế chấp trước 30% tiền thuê máy bay. Tiếp đó, doanh nghiệp phải nộp đủ khi được cấp phép. Mỗi lần thuê máy bay từ 6 tỷ đến 9 tỷ đồng. Công dân ở nước ngoài muốn về phải trả tiền nhà, xin nghỉ việc, gửi đồ đạc mà cứ mai bay, nay mới biết mình được về nhà là hành hạ họ. Cục lãnh sự lúc ấy không bảo hộ công dân mà là hành dân. Rồi đây những người phạm tội sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng về những hành vi của mình gây ra. Song qua đây mới thấy công cuộc phòng chống tham nhũng vẫn còn rất cam go, cần phải có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của nhiều cấp ngành cũng như sự ủng hộ của người dân. ₺400 tỷ gây chấn động của Đà Nẵng. Thưa quý vị, Đà Nẵng sẽ chi hơn 408 tỷ đồng để hỗ trợ toàn bộ học phí cho trẻ mầm non, học sinh theo mức thu học phí công lập năm học 2023 đến năm 2024. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng chiều ngày 19 tháng 7 thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo đó, thành phố hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông lớp 1 đến 12 trong 9 tháng của năm học tới. Những học sinh đang được giảm học phí theo các chính sách khác sẽ được cấp bù để tổng số bằng 100% mức học phí công lập. Với học phí hiện hành là 50.000 đến 300.000 đồng một tháng tùy theo địa bàn, Đà Nẵng dự kiến kinh phí hỗ trợ cho học sinh công lập 316 tỷ đồng, học sinh ngoài công lập 92 tỷ đồng. Trẻ mầm non và học sinh trường có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện được miễn học phí. Đây là năm thứ ba liên tiếp Đà Nẵng thực hiện chính sách này. Hai lần trước, chính quyền thành phố miễn học phí do đời sống người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Hai năm qua, cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến đời sống của nhân dân, nhiều địa phương hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Trong đó, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng hỗ trợ 100% mức đóng theo quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các tỉnh thành còn lại hầu hết hỗ trợ ở mức 50%. Năm nay, nhiều địa phương đã dừng chính sách này. Theo Nghị định 81 của Chính phủ, trần học phí bậc mầm non và phổ thông ở khu vực thành thị dao động từ 300.000 đến 650.000 đồng, khu vực nông thôn từ 100.000 đến 330.000 đồng, vùng miền núi và dân tộc thiểu số từ 50.000 đến 220.000 đồng một tháng. So với mức trước đó năm 2015, các mức trên tăng từ 2 đến 5 lần. Đội tuyển nữ Việt Nam còn hơn cả sự vĩ đại. Thưa quý vị, Bayern Greatness còn hơn cả sự vĩ đại là khẩu hiệu mà FIFA đưa cho World Cup nữ 2023. Và khẩu hiệu này có thể coi là một tưởng thưởng cho riêng đội tuyển Việt Nam chúng ta sau những gì đã diễn ra trong trận thua chấp nhận được 0-3 trước Mỹ. Nước mắt của người hâm mộ đã rơi vì xúc động. Tự hào khi các nữ tuyển thủ của chúng ta đặt tay lên ngực trái và quốc ca Việt Nam lần đầu tiên được cất lên ở đấu trường World Cup. Tại sân vận động Eden Park, lúc 8 giờ sáng nay, trước giờ bóng lăn, dù ai trong chúng ta có mơ lớn và lạc quan đến mấy thì cũng đều nghĩ đến một trận thua, thậm chí thua đậm như tỷ số ít nhất 0-6 mà các nhà cái đã đưa ra. Bởi xét về thực lực, tuyển nữ chúng ta với Mỹ, đương kim vô địch World Cup nữ là châu chấu đá voi. Nhưng như huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói, chúng tôi đến đây không phải để du lịch. Những gì diễn ra trong 90 phút ở Eden Park bắt đầu là 15 phút giữ sạch lưới, cho thấy tuyển nữ chúng ta có một đấu pháp rất hợp lý cùng với tinh thần vô cùng quả cảm của từng chiến binh. Đấu pháp và tinh thần ấy còn được thủ môn Kim Thanh tô điểm bằng cú đẩy xuất sắc, không cho Alex Morgan, chân sút đã ghi 121 bàn thắng ở đấu trường quốc tế cho tuyển nữ Mỹ, ghi bàn từ chấm 11m trong hiệp 1 trận đấu. Và đáng chú ý là theo thống kê từ ESPN, kể từ năm 2021, Morgan chưa từng đá hỏng quả phạt đền cho câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia. Đấu pháp và tinh thần ấy đã khiến đội tuyển Mỹ ghi 3 bàn theo cách không hề dễ dàng, dù tất cả đều là những bàn thắng đẹp và đẳng cấp. Nó còn cho thấy các nữ tuyển thủ của chúng ta đến với sân chơi này không phải với thân phận làm nền như truyền thông thế giới từng viết và nhiều người trong chúng ta từng nghĩ. Bayern Greatness
còn hơn cả sự vĩ đại là khẩu hiệu mà FIFA đưa cho World Cup nữ 2023 nhằm tưởng thưởng sự có mặt của các nữ tuyển thủ đến từ nhiều nền bóng đá trên toàn thế giới. Họ đến từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau nhưng cùng có chung hành trình vượt qua không biết bao nhiêu rào cản, sự thiệt thòi, thậm chí cả kỳ thị sự ghi dũng cảm gắn đời mình với nghiệp quần đùi áo số. Với nữ tuyển Việt Nam, đó là sự ghi nhận việc lần đầu tiên có mặt tại World Cup, để người hâm mộ nước nhà tự hào, theo dõi, tận hưởng những trận cầu tại giải đấu lớn nhất thế giới, điều mà đội tuyển Nam của chúng ta chưa làm được. Cùng với đó là một trận thua chấp nhận, hay hơn cả kỳ vọng trước đội bóng số 1 thế giới. Các nữ tuyển thủ của chúng ta đã cho thấy họ xứng đáng với khẩu hiệu còn hơn cả sự vĩ đại.